Trước diễn biến bất lợi trên thị trường lúa gạo trong thời gian qua, các ngân hàng thương mại như là Vietcombank, Agribank, Sacombank vừa cam kết đáp ứng đủ vốn cho nhu cầu sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu lúa gạo, chia sẻ khó khăn với bà con nông dân. Vào ngày 26 tháng 2, thì Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại phải quyết liệt cung ứng nguồn vốn, xem xét tiếp tục giảm lãi suất, giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh để sát cánh cùng bà con trong lúc khó khăn. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng Vietcombank, Agribank, Sacombank đã cam kết đáp ứng đủ vốn cho nhu cầu sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu lúa gạo với lãi suất hợp lý, chỉ khoảng 6% một năm, cùng hạn mức thời hạn cho vay hợp lý. Theo thống kê, khối các ngân hàng thương mại nhà nước là các đơn vị chủ lực trong cho vay lúa gạo với dư nợ đạt 68.000 tỷ đồng. Tiếp theo là các ngân hàng thương mại cổ phần khoảng 20.000 tỷ đồng. Còn lại, khoảng 12.000 tỷ dư nợ tại các quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tín dụng khác.